Ngủ ngon, hẹn mai nhé. Phần 2. Nào, chúng ta cùng chào mừng anh Sukumi gia nhập Mai Sơn Areno. Cùng với tiếng hô của Sakutaro, tất cả ly thủy tinh đồng loạt giơ lên chạm cốc. Tiệc chào mừng tổ chức vào ngày nghỉ, cảm thấy ra ngoài sẽ thoải mái hơn ở trong nhà. Sakutaro khuân bếp nướng BBQ ra sân. Gió tháng năm dịu dàng lướt qua, hương thịt nướng ngạt ngào lan tỏa. Hoan nghênh, xin chào, mong được giúp đỡ, tôi cũng vậy. Những câu chào hỏi xã giao được từng người trong khu nhà trọ trao đổi qua. Tsukumi có cảm giác chỉ riêng chào hỏi thôi, anh đã nói đủ phần cho cả tuần rồi. Kudo, biên tập viên của bộ truyện tranh đang được rất nhiều người yêu thích. Eli, cậu chàng già gái. Kanan, ông bố đơn thân cùng cậu con trai Ichiro đang học tiểu học. Tsukumi đã gặp họ trước đó, còn anh nhân viên thời vụ Seto cùng cậu sinh viên Nira thì hôm nay mới tiếp xúc lần đầu. Chào anh, tôi là Seto, xin lỗi vì tới chào hỏi anh muộn thế này, tôi đang trọ tạm ở đây vì công việc. Chàng thanh niên có mái tóc hơi dài buộc thành một chùm sau gáy liến thoáng một tràng. Chào anh, phải sống xa nhà chắc vất vả lắm nhỉ? Giờ tôi đang giúp chuẩn bị cho lễ khai trương của một nhà nghỉ, nhưng 10 ngày tới tôi phải tới xưởng bánh làm đêm, sau đó sẽ làm nhân viên trong triển lãm thực phẩm do đại sứ Đức tổ chức. Lúc rảnh rỗi thì tranh thủ vận chuyển nguyên vật liệu vào ban đêm, xong xuôi lại sang Thụy Sĩ, hầu như chẳng mấy khi tôi có mặt ở chung cư. Anh làm việc ở tận Thụy Sĩ nữa sao? Ồ không, chỉ vì sở thích thôi, tôi cứ làm việc điên cuồng một thời gian, tích đủ tiền rồi lại đi leo núi. Thì ra là người đam mê leo núi, chẳng trách không làm nhân viên chính thức được. À đúng rồi, Nira đã quyết định làm tìm việc chưa? Seto quay đầu nhìn Nira đang ngồi im lặng gặm thịt. Trách sau lưng mình, cậu ta rõ ràng là sinh viên đại học, vậy mà ngày nào cũng nhốt mình trong phòng, cặm cụi vọc máy tính nên Tsukumi chưa bao giờ gặp cậu ta. Chưa, tôi chưa tìm việc. Nira nhỏ giọng lẩm bẩm. Cậu sao thế? Seto lên tiếng hỏi. Đằng nào cũng bị lưu ban, giờ mà học nữa chỉ tổ tốn tiền nên tôi định nghỉ học luôn. Tsukumi thầm giật mình. Seto ngồi bên cạnh lại thản nhiên tiếp nhận câu trả lời đó rồi hỏi tiếp. Vậy Nira cứ làm theo ý mình đi. Tsukumi nghe thế liền cuống lên. Nói vậy mà được sao? Nếu bỏ ngang đại học thì tương lai biết làm thế nào? Seto buồn giải thích cho anh ta nghe. Không sao đâu, Nira là đại thần trong giới otaku. Game do cậu ấy thiết kế vô cùng ăn khách. Cậu ấy giàu tới mức có thể xuất tiền mặt ra mua luôn một hai căn biệt thự cao cấp cơ. Giỏi ghê. Ngày trước cậu ấy là tên nghiện game nặng, chỉ trong 4 tháng mà cân nặng cứ tăng lên tụt xuống từ 37 tới 102 cân. Tí thì chết, hệ thống miễn dịch yếu nên còn phải nhập viện vì lao phổi. Kể cả như vậy, Nira vẫn không thể thay đổi thói quen sinh hoạt của mình. Về sau sức khỏe chẳng tốt lên được, cậu ấy dự là mình sẽ chết sớm nên cứ ra sức làm những việc mình thích. Có vẻ Nira nghe thấy lời Seto nói, nhưng cậu ta vẫn lẳng lặng ăn thịt tiếp. Trên đĩa của Nira không có cọng rau nào, chỉ toàn xúc xích với thịt. Chẳng hiểu sao Tsukumi thấy cậu ta rất ra dáng đàn ông. Nhìn một vòng quanh sân, ông bố độc thân Kanan đang lau vệt sốt dính đầy trên mặt cậu con trai Ichiro. Kudo một tay cầm trà ô long, một tay cầm một tập giấy trông như tranh phác họa hay bản thảo truyện tranh gì đó, đang cẩn thận xem xét. Bộ dạng Eli loay hoay mở nút chai rượu thật đáng yêu, và cả bản thân anh đang ngồi một góc. Lúc anh hỏi về khu nhà trọ, mặc dù Sakutaro đã nói ông tôi là kiểu người không quá để ý đến mấy chuyện thế này. Tuy thỉnh thoảng tôi cũng không hiểu vì sao có người chẳng hề thiếu giấy tờ gì mà ông cũng không cho vào ở. Nhưng anh vẫn cho rằng ông chủ khu nhà này hẳn có một quy tắc nào đó trong việc tiếp nhận đối tượng ở trọ. Ví dụ như ông muốn xây một nơi dành cho những người không có địa vị hay tên tuổi, chẳng may bị công ty sa thải chẳng hạn. Anh Tsukumi thấy thế nào? Khu này ở được chứ? Khi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, đã thấy Sakutaro ngồi xuống bên cạnh. Ừ, cả phòng ốc lẫn hàng xóm đều rất tuyệt, tôi thích lắm. Thật chứ, vậy thì may quá. Sakutaro vui vẻ rót rượu vào cốc Tsukumi. Tuy tửu lượng anh không cao, nhưng đêm nay anh sẽ uống hết mình. À này Saku, cậu biết anh Yamada bên công ty xây dựng Nagatomo chứ? Seto quay sang hỏi Sakutaro. Hình như là khách hàng bên công ty cũ của tôi. Đúng rồi, anh ta nhờ tôi gửi lời chào đến Saku. Khu nhà tôi nghỉ
Khu nhà nghỉ tôi đến hỗ trợ đợt vừa rồi là do anh Yamada thi công. Lúc chúng tôi nói chuyện, anh ta có nhắc đến Saku đấy. Thế à? Nói là cậu đang làm việc rất chăm chỉ thì tự dưng lại xin nghỉ khiến anh ta rất để tâm. Sau khi tôi cho anh ta biết cậu đang làm nghề tự do, sống rất thoải mái vui vẻ thì anh ta cười bảo: trong thời buổi kinh tế khó khăn này, một cậu trai trẻ dám nghỉ việc ở Yamashima lại có thể vui vẻ vậy sao? Anh ta còn nhắn nếu cậu rảnh thì uống với nhau một bữa. Vậy sao? Cảm ơn anh, tôi sẽ liên lạc với anh ấy. Seto nói xong lại chạy ra bếp nướng lấy thịt ăn. Yamashima là công ty xây dựng Yamashima sao? Sugumi hỏi. Ừ, đúng là nó, cậu giỏi thật, vào được công ty lớn như vậy. Cũng có gì đâu. Nhân tài như thế lại bỏ việc đi làm tự do sao? Sugumi lầm bầm. Với một người đã 35 tuổi mà vẫn không thể trông cậy gì được như anh, thì bỏ việc ở công ty danh giá là cả một thử thách tinh thần to lớn. Sakutaro đã thế này thì ông của cậu hẳn cũng là một người tràn đầy sức sống. Rốt cuộc ông ấy là người như thế nào nhỉ? Nhân tài gì chứ, không tới mức đó đâu. Muốn gặp ghê hả? Bị hỏi như thế, Sugumi cũng hả ngược lại. À, tôi đang nghĩ giá mà có thể gặp được chủ nhà thì hay quá. Ông tôi á? Sakutaro ngây ra. Cậu không sao chứ? Nghiêng đầu nhìn sang, anh thấy vẻ mặt Sakutaro vô cùng khó tả. Không sao, anh Sugumi quả nhiên rất thú vị. Thật ư? Tôi chưa nghe ai nói vậy bao giờ. Phải nói là không thể hiểu nổi anh đang nghĩ gì thì đúng hơn. Nghe Sakutaro nói vậy, anh mới sực nhận ra, đáng lẽ phải tiếp tục tán thưởng chuyện cậu ấy làm việc ở công ty lớn. Thế mà anh lại đột ngột chuyển hướng câu chuyện sang chủ đề không liên quan, là muốn gặp mặt ông chủ nhà. Xin lỗi, khả năng giao tiếp của tôi đúng là thảm họa mà. Lúc nào cũng thế, tâm hồn Sugumi rất hay treo ngược cành cây. Tuy đã cẩn thận bám sát theo mạch chuyện rồi, nhưng đến khi phải diễn đạt bằng lời nói thì lại loạn hết cả lên. Đến mức chính anh cũng chẳng hiểu mình đang nói gì nữa. Chưa kể lúc cuống lên, anh còn tự biến mình thành một kẻ kỳ quặc có hành vi đáng ngờ. Xin lỗi gì chứ, tôi thấy anh Sugumi cứ thế này cũng được mà. Đúng lúc ấy, anh trông thấy cửa mở ra, một người đàn ông đang tiến lại phía này. Anh Nakanishi. À, Ito. Người vừa bước vào chính là biên tập Nakanishi của tạp chí tiểu thuyết Shinpa. Cậu đột nhiên chuyển nhà làm tôi giật cả mình. Ito này, chẳng phải gần đây tâm trạng cậu rất tệ sao? Tôi vốn đã định đến thăm cậu, hôm nay lại tình cờ có việc ở gần đây nên ghé vào luôn. Nakanishi đang nhìn bếp nướng BBQ giữa sân, thì Kudo đột nhiên ơ một tiếng, chỉ tay về phía này. Anh Nakanishi. Ồ, Kudo. Hóa ra là hai người họ quen nhau, một người biên tập truyện tranh thiếu nữ, một biên tập tạp chí tiểu thuyết, tuy khác nhà xuất bản nhưng lại quen biết nhau qua một buổi họp mặt trong ngành, đã chơi với nhau khá lâu. Sakutaro chuyển ly rượu cho Nakanishi, mời anh nếu tiện thì cùng ăn thịt nướng. Kudo này, anh nghe chú nói đang biên tập cho Komine Yako hả? Chuyện của tác giả ấy bán chạy lắm đúng không? Chính vì bán chạy quá nên em mới căng muốn chết đây này. Đừng đòi hỏi nhiều quá, làm biên tập cho tác giả ế mới bi thảm. Nakanishi đang nói dở chừng thì chợt im lặng. Xin lỗi, tôi lúc nào cũng gây rắc rối cho anh. Không phải vậy đâu, ban nãy tôi chỉ nói chung chung thôi. Sugumi cảm thấy lúng túng khó xử đến mức chỉ muốn quỳ mọp xuống. Nakanishi hiểu rõ tâm trạng của anh rất dễ sa sút mỗi khi gặp chuyện, nên lúc nào cũng hết sức thận trọng khi đưa ra những lời khuyên. Nhưng bên này, Sugumi thoải mái không có nghĩa là bên kia Nakanishi cũng vậy. Đã không phải là tác giả đắt khách thì chớ, Sugumi lại còn muốn viết những câu chuyện khó bán hơn. Mấy ngày trước còn không kịp đăng lên bài. Cho dù vậy, Nakanishi vẫn nói sẽ chờ anh, khiến anh không chỉ biết ơn mà còn cảm thấy vô cùng tội lỗi. Thật sự xin lỗi anh. Ito, thật tình không sao mà, nhưng hôm nay tôi đến không hẳn vì chuyện này. Gần đây tôi có gặp Shinji trên phố rồi, nghe cậu ta nói đã chia tay với Ito, tôi giật bắn cả mình. Ấy chết. Đang nói dở thì Nakanishi đưa tay che miệng, cảm giác lỡ lời khó xử lan ra xung quanh. Gì cơ, cậu ta chia tay với Ito á? Enli nghiêng đầu thắc mắc. Nói vậy, lẽ nào anh Sugumi là đồng chí? Enli hớn hở ghé sát vào Sugumi, vui quá, có đồng minh rồi. Cậu ta hét lên rồi ôm chặt lấy anh,
Trong khi Sukumi còn đang hoảng hồn vì bất ngờ bị lộ, anh cuống quyết nhìn xung quanh, nhưng dường như mọi người chẳng kinh ngạc gì cho lắm. Thực ra không hẳn là đồng minh của cậu đâu, anh Sukumi đâu có mặc đồ nữ. Đừng đánh đồng với thể loại nguy hiểm vậy chứ. Seto cùng Nira hờ hững gật đầu. Lại thêm một bóng nữa à? Nhóc Ichiro nói năng không lựa lời khiến ông bố Kanan cốc đầu cậu nhóc dần dậy. Hỗn! Sakutaro thì sao? Anh rụt rè nhìn sang, thấy Sakutaro mỉm cười ra dấu ok với mình liền buông lỏng hai vai. Trở ngại về khuynh hướng tình dục khiến Sukumi Kozo nhút nhát đã được mọi người ở Mai Sơn Areno tiếp nhận bằng thái độ thản nhiên, không hề kỳ thị hay xa lánh. Xin lỗi Ito. Thấy Nakanishi định chắp tay xin lỗi, Sukumi lắc đầu. Không sao, thực ra như vậy cũng tốt. Chuyện anh là nhà văn, cũng như chuyện là gay đều thuộc loại cần có dũng khí mới dám công khai, không ngờ đã được giải quyết chóng vánh như thế này. Như vậy thoải mái hơn việc suốt ngày phải giấu giếm giếm nhiều. Sukumi rót thêm rượu vào ly của Nakanishi. Tuy tôi chỉ toàn gây phiền phức cho anh Nakanishi, nhưng tôi sẽ cố gắng. Ừ, trước hết phải thoát khỏi tình trạng sa sút tinh thần này đã nhé. Chuyện viết lách tôi sẽ để cậu tạm nghỉ một thời gian. Cứ ưu tiên ra một tập sách đơn trước đã. Chỉ cần chỉnh sửa lại những mẩu chuyện đã đăng trên tạp chí, nên coi như cũng đang phục hồi chức năng. Đến khi nào cậu tự tin mình có thể viết trở lại thì chúng ta sẽ ra tác phẩm mới. Nghe kế hoạch trên, Sukumi cảm thấy Nakanishi vô cùng đáng tin cậy. Anh gật đầu đồng ý, rồi hai người cùng ly với nhau. Tiệc BBQ bày tỏ lòng quan tâm đến hàng xóm kết thúc lúc 9 giờ tối, nhưng buổi nhậu còn kéo dài bất tận trong phòng Eli. Trừ Kudo ra, tử lượng của tất cả mọi người, nhất là kẻ cầm đầu chuyên làm việc ở quán bar như Eli đều vô cùng tốt. Seto thong thả uống. Hikikomori Nira cũng lặng lẽ nốc bia. Kanan vướng bận con cái thì dỗ Ichiro ngủ xong cũng liền quay lại. Tới giữa chừng, Kudo rút lui trước vì tác giả bộ truyện tranh anh đang phụ trách gọi điện tới, đang đêm hôm khuya khoắt cũng phải vội vã ra ngoài. Cái cậu Kudo này cũng tận tụy quá nhỉ? Nakanishi lẩm bẩm, tay cầm chén rượu gạo, hai mắt lim dim. Seto và Nira vẫn hăng hái trò chuyện. Eli thì tóm lấy Kanan và Sakutaro để tâm sự chuyện cậu lỡ tích khách hàng của mình. Sukumi lặng lặng bước ra khỏi phòng. Gió đêm khô mát thổi qua sân, khiến làn da đỏ ửng vì rượu vừa nhẫn vừa lạnh. Bếp nướng và ghế ngồi vẫn còn bày giữa sân. Anh ngồi đó ngẩn ngơ ngắm sao trời, chợt cảm thấy có ai đó đi đến phía sau mình. Sakutaro. Quay đầu lại, liền nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Sakutaro. Sao anh biết là tôi? Không rõ nữa. Khung cảnh dịu dàng và yên bình như mặt biển chiều hôm. Người bảo lãnh là bạn trai của anh à? Hả? Ở cột người bảo lãnh có ghi Ito Shinji. Người đó có phải là Shinji mà anh Nakanishi nhắc đến ban nãy không? Ừ, nhưng mà... Đang định giải thích theo phản xạ thì anh chợt nhận ra chẳng cần phải giấu giếm làm gì nữa. Dù sao, chúng tôi cũng đã chia tay rồi, nên phải gọi là bạn trai cũ mới đúng. Sukumi cười gượng. Hôm ấy anh khóc vì người đó à? Hờ, hôm chuyển nhà, buổi tối trong công viên ấy. Nhớ lại thì sau đó anh đã giao tờ hợp đồng thuê nhà có tên cùng con dấu của Shinji cho Sakutaro. Như những viên gạch đủ màu sắc phân tán xếp thành một bức tranh. Những tâm sự Sukumi che giấu bị phơi bày trước mặt người khác, anh hơi lúng túng, nhưng xem chừng Sakutaro không định tìm hiểu sâu hơn. Cậu vươn đầu ngón tay chạm vào mớ than củi bạc phách đã cháy hết trên bếp nướng. Vẫn còn ấm đấy. Nghe vậy, Sukumi cũng đưa tay chạm thử vào than. Thật nhỉ, anh đẩy nhẹ một cái, cục than vừa lăn đã vỡ vụn, bén lửa, tỏa nhiệt, rồi tan vỡ trong chút hơi ấm tàn phai. Chẳng hiểu sao giống kết thúc của một cuộc tình đến lạ. Nhìn chăm chăm một đống than đã nát, Sukumi khẽ nói. Chữ Ito trong Ito Sukumi lấy từ họ của Shinji đấy. Ừ, lúc nhìn bản hợp đồng tôi cũng cho là thế, nhưng không ngờ đó lại là người yêu của anh. Chúng tôi quen nhau năm tôi 25 tuổi, đến nay vừa tròn 15. Đến nay vừa tròn 10 năm, đã chung sống với nhau suốt 9 năm trong căn hộ mà cậu tới giúp tôi dọn nhà ấy. Lúc phải bỏ lại hành lý, tôi có hơi... À không, thực sự rất buồn. Ừ. Năm 27 tuổi,
Tôi ra tác phẩm đầu tiên, lúc ấy tôi nghĩ mình sẽ đoạt lúc ấy tôi không nghĩ mình sẽ đoạt giải, nên khi đăng ký đã lỡ dùng tên thật. Sau đó anh Nakanishi hỏi tôi muốn dùng tên nào, vì thấy xấu hổ khi dùng tên thật, nên tôi mới định đặt một bút danh khác, nhưng nghĩ mãi chẳng được cái nào, nên tôi đành để là Ito. Nếu Tsugumi đoạt giải Akutagawa thì họ của anh sẽ liên tục xuất hiện trên TV hả? Ở Nhật đầy người mang họ Ito mà. Nhớ lại cuộc trò chuyện ngốc nghếch khi ấy, Tsugumi không khỏi mỉm cười. Phải chi nghĩ kỹ thêm một chút rồi hãng đặt. Những khi hạnh phúc thường như vậy đấy, vì quá mãn nguyện nên không thể suy nghĩ được gì. Có lẽ thế. Chú thích: giải Akutagawa là một giải thưởng văn học đặt theo tên nhà văn Akutagawa Rinosuke, do Kikuchi Kan, tổng biên tập tạp chí Shinchiso sáng lập, trao cho các nhà văn trẻ sáng tác được những tác phẩm có giá trị văn học cao. Hết chú thích. Khi ấy làm gì cũng thấy hạnh phúc, chỉ cần vậy thôi là anh đã mãn nguyện lắm rồi. Thế nhưng hạnh phúc đâu giản đơn như bát cơm đầy. Nó giống như mặt trăng khi tròn khi khuyết. Trước khi chia tay tầm một tháng, họ từng bàn bạc chọn ngày thích hợp để đi thăm khu vườn thực vật cách nhà hai trạm xe. Trước đó một tuần, Shinji đi công tác về mua quà lưu niệm cho anh. Dù đang chung sống vui vẻ là thế, trong lòng Shinji vẫn chưa thấy mãn nguyện. Tôi đã nghĩ rất lâu nhưng vẫn không hiểu nổi. Sakutaro thở dài, ngần ngại hỏi: tôi có thể biết lý do hai người chia tay không? Vì con cái. Sao cơ? Vì Shinji muốn có con. Sakutaro hơi nhíu mày. Chuyện này tuy có thể hiểu được, nhưng như thế thật bất công với anh Tsugumi. Tôi cũng nghĩ vậy. Shinji thật quá đáng khi lôi chuyện con cái ra nói như vậy. Quen nhau 10 năm ròng mới nói chuyện này thì khác gì một đòn chí mạng với gai cơ chứ. Một kẻ không thấu hiểu nỗi đau của người khác không thể nào xây dựng một gia đình hạnh phúc, bởi kẻ đó sẽ bị chính những cảm xúc đen tối của mình nuốt chửng mà lên tiếng nhục mạ đối phương. Vậy mà sau một đêm mơ về khoảng thời gian hai người còn mặn nồng trước kia, đến khi tỉnh giấc vẫn bị giày vò trong hối hận cực độ. Thôi, ít ra khi ở bên nhau đã từng vui vẻ, bây giờ phải biết ơn quá khứ mà cố gắng tiến lên phía trước đúng không? Vậy ư? Được đáp lại bằng một câu hỏi, Tsugumi ngạc nhiên quay sang nhìn Sakutaro. Tôi lại nghĩ không cần biết ơn kẻ đã rũ bỏ mình nào làm gì. Không, nhưng mà... tuy không thất tình, nhưng có lúc tôi mong đợi người chết hết đi cho xong. Một lời thú nhận đáng sợ, hoàn toàn không giống Sakutaro. Tôi đã từng căm ghét tất cả, chẳng muốn làm bất cứ điều gì. Dù mọi người có động viên thế nào, tôi cũng cho rằng họ chẳng hiểu gì cả. Khi con người ta nói ngoài kia còn một đống người bất hạnh hơn tôi, tôi đã nghĩ chẳng phải chính anh còn hạnh phúc hơn tôi sao? Thế rồi tôi căm giận cả thế giới. Thời kỳ nổi loạn quá dữ dội. Sakutaro không đáp, chỉ ôn hòa mỉm cười như mọi ngày. Nếu có thời gian để khóc thì hãy cố gắng lên, phải rèn giũa bản thân, học hỏi từ những chuyện đã qua. Đương nhiên, như vậy rất tốt, nhưng nếu chỉ vì nó mà tốt, mà cái gì cũng nuốt vào trong thì sớm muộn gì cũng có ngày bản thân không chịu đựng nổi. Bị một cậu trai nhỏ hơn 8 tuổi khuyên giải như thế quả thật hơi xấu hổ. Con người là loại sinh vật luôn tự hiểu trong đầu là phải cố gắng, nhưng hễ bị người khác chỉ ra thì lại cảm thấy đó là gánh nặng và rồi tìm mọi cách chống đối. Cứ hết chuyện này lại tới chuyện kia, uể oải quá. Không sao đâu, tôi nghĩ anh sẽ vượt qua được thôi. Cảm ơn vì đã lắng nghe tâm sự của tôi. Nếu như vậy, anh có thể thu hồi sạch sẽ chỗ nhược điểm đã bị phơi bày kia. Xin lỗi, tôi chỉ nghĩ mình sẽ bị ghét nếu cứ than thở mãi. À, cái đó thì hẳn là vậy. Sakutaro gật đầu. Chẳng ai thấy vui khi phải nghe một người lạ than vắn thở dài cả. Tuy tôi với anh Tsugumi chỉ mới quen biết, nhưng tôi muốn hiểu anh hơn nữa. Vậy nên nếu muốn than thở hay phàn nàn gì, anh cứ thoải mái. À, lẽ nào tôi khiến anh Tsugumi cảm thấy không thoải mái? Hay là do cách nói của tôi? Tôi biết là mình rất vô duyên mà. Sakutaro bỗng trở nên bối rối, khiến Tsugumi phải liên tục lắc đầu phủ định. Tôi chỉ ra vẻ mà thôi. Sakutaro đã vô cùng cởi mở, thế mà tôi lại cứ sù lông nhím như vậy. Đó là ông chú hơn 30 rồi mà, còn xấu hổ quá. Tsugumi vừa dứt lời, vẻ mặt Sakutaro lại trở nên khó tả.
Sao thế? Tôi thấy từ ông chú với anh Sugumi chẳng liên quan gì đến nhau cả. Không đâu, tôi đã thành ông chú thật rồi mà. À, có lẽ cách hành xử khiêm tốn của anh rất giống mấy ông già chăng? Sugumi bật cười, mỗi khi nói chuyện với Sakutaro, lòng anh lại thư thái lạ. Sakutaro đã khéo léo nhắn nhủ với anh rằng những người nghiêm khắc chỉ ra khuyết điểm của mình tuy thật đáng trân trọng, nhưng cho dù là người hiền lành đến mấy, khi bị chỉ trích nghiêm khắc, trái tim vẫn sẽ bị tổn thương. Trước giờ anh chỉ nghĩ Sakutaro là người giỏi giao tiếp, nhưng khi tiếp xúc nhiều hơn, anh mới nhận ra cậu còn là một người biết thông cảm. Đối với anh, thu hẹp khoảng cách với người khác là việc đòi hỏi rất nhiều dũng khí. Nhưng Sakutaro đã không ngần ngại tiến lại gần anh. Cho dù có thể bị từ chối hay lảng tránh, cậu vẫn tiếp tục tiến tới. Anh Sugumi thật sự không cần phải gắng sức quá đâu. Ừ, anh hứa đi, vì con người dễ suy sụp lắm. Giọng Sakutaro nghe bức thiết lạ lùng, nghiêng đầu nhìn sang, Sugumi thấy cậu đang ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đêm. À, chữ độ kìa, anh Sugumi. Chữ độ. Sakutaro chỉ tay lên trời đêm, ở đó đó. Chênh chếch phía trên mảnh trăng lưỡi liềm có một ngôi sao nhỏ, hợp với trăng thành một ký hiệu trông giống chữ độ C. Gọi đầy đủ là độ C, hay chính xác hơn là độ Celsius. Ngày xưa tôi cũng học cái này rồi thì phải, trong giờ thực hành vật lý hồi cấp 2. Hai người vừa nhìn ngắm bầu trời, vừa huyên thuyên nói những chuyện không đâu. Cảm giác thật kỳ lạ, cứ mỗi lần ở bên Sakutaro, trái tim bị vò nhăn nhúm của anh lại được trải phẳng từng chút, trong đầu như hiện lên hình ảnh của một đóa hồng từ từ hé nở. Một cơn gió đêm mát lạnh thổi qua, tiếng lá cây xào xạc dịu dàng, còn tổ hợp trăng sao hình chữ độ C nữa. Từ lúc chia tay với Shinji tới giờ, đây là lần đầu tiên anh có thể cảm nhận thiên nhiên rõ nét như vậy. Nhất định phải lưu giữ lại khoảnh khắc thư thái hiếm hoi này. Nếu miêu tả nó bằng từ ngữ thế nào đây? Đang lúc Sugumi thần người suy nghĩ, chợt có giọt nước nhỏ xuống đáy lòng anh. Còn chưa kịp hiểu đó là gì, thì hai giọt, ba giọt, rồi vô số giọt nước nối tiếp nhau nhỏ xuống. Những nỗi niềm chất chứa trong suốt thời gian dài đọng thành hồ. Anh Sugumi. Sugumi giật mình sực tỉnh. Sao thế? Sakutaro ngạc nhiên hỏi. Lúc này anh mới nhận ra mình đang khóc. Xin lỗi, tôi vui quá nên khóc ấy mà. Anh bối rối quệt mắt. Vui đến rớt nước mắt à? Nước dâng tràn bờ, chảy thành dòng, đổ về sông, rồi lại từ sông hòa vào biển cả. Những giọt tâm tình ấy tìm nơi giải thoát, chảy dọc huyết quản của Sugumi, khiến đầu ngón tay anh trở nên nóng rực. Có lẽ mình viết tiếp được rồi. Trái tim khô cằn như sa mạc sau khi được tưới ướt khẽ run lên thổn thức. Sugumi siết chặt nắm tay. Cảm ơn cậu Sakutaro. Hả, vì cái gì cơ? Tôi không biết, nhưng vẫn muốn cảm ơn cậu. Sugumi mỉm cười rạng rỡ, giọt lệ vương nơi khóe mắt khẽ lăn dài. Anh Sugumi, tôi không sao, vui quá lên mới khóc đấy. Sugumi vừa khóc vừa cười. Sakutaro vô cùng bối rối. Tại quán cà phê hai người hẹn gặp, Sugumi nắm chặt cốc cà phê trong tay. Xin lỗi anh, là do tôi không đủ năng lực. Ở phía đối diện, Nakanishi đang cúi gằm mặt xuống. Trong cuộc họp vừa rồi, số lượng bản in lần đầu của tác phẩm mới của Sugumi đã bị cắt giảm từ 8.000 xuống còn 7.000 bản. Tổng lượng in ấn các tác phẩm của anh từ trước đến giờ vẫn chưa đủ để phân phối toàn quốc. Lượng độc giả cảm thấy hứng thú mà đến tiệm sách mua sách cũng chẳng được bao nhiêu. Giờ còn cắt giảm 1.000 bản thì trừ một số rất ít những người yêu sách chịu khó mày mò ra, ở những nơi hẻo lánh chỉ có vài tiệm sách nhỏ, người ta còn chẳng biết anh đã ra sách mới. Nói tóm lại, tôi và bộ phận kinh doanh sẽ cố hết sức để có thể bán hết số lượng sách in lần đầu. Cảm ơn anh Nakanishi, tôi chỉ toàn gây phiền phức cho anh. Sugumi bối rối cúi đầu. Phải thông báo chuyện thế này, biên tập viên cũng cảm thấy khó xử. Không có gì, hôm nay gặp được nhau thế này là tốt rồi. Tôi rất thích đọc các tác phẩm của cậu mà. Cuốn sách lần này chúng ta hãy cố gắng bán chạy ngay đợt đầu tiên để được in bổ sung nhé. Sugumi gật đầu. Thế nhưng sau khi ra khỏi quán cà phê, anh lại bắt đầu chán nản không biết làm sao. Vừa mới cho rằng bản thân đã thoát khỏi tình trạng ủ dột này thì lại bị giáng mạnh một cú vào đầu. Trong thời buổi suy thoái, ngành xuất bản,
đặc biệt là mảng tiểu thuyết thật sự rất khó kiếm trác. Đương nhiên trong số đó vẫn có những nhà văn bán rất chạy, vẫn có những tác phẩm đình đám ra đời. Thế nhưng hiện tại, thay vì nỗ lực làm một quả ăn được ngã về không, người ta muốn ăn chắc mặc bền, đánh nhiều quả nhỏ để giảm thiểu thiệt hại lớn. Ấy thế mà, dù ngay từ đầu đã hiểu sẽ khó bán, nhưng các nhà xuất bản vẫn tiếp tục cho ra những cuốn sách đậm chất văn học. Đó chỉ đơn giản vì trách nhiệm và lương tâm của những người làm văn hóa. Trong một không gian phát triển nhỏ hẹp như vậy, liệu sau này anh có thể tiếp tục trụ lại hay không? Nếu chỉ cần chỗ để đăng tác phẩm, thì hiện tại đã có vô số trang mạng văn học làm việc ấy. Nhưng khi những giá trị tốt đẹp bị gạt bỏ, những bất an trong cuộc sống sẽ khiến lòng người thắt lại. Sau khi tốt nghiệp đại học, Tsukumi từng làm việc trong một công ty khai thác tài liệu giảng dạy tiếng nước ngoài, nhưng anh đã bỏ việc giữa chừng để ra mắt tác phẩm đầu tay. Từ đó đến nay đã được 8 năm, hiện giờ anh đã 35 tuổi, kinh nghiệm làm nhà văn không có giá trị khi đi xin việc ngoài xã hội. Liệu bây giờ còn công việc gì cho một người đàn ông chẳng có tí kinh nghiệm lao động nào hay không? Tsukumi định lấy một tờ tạp chí thông tin việc làm bày ở nhà ga gần nhà, nhưng cuối cùng lại thôi, vẫn còn sớm lắm, anh chưa cố hết sức mà. Khi quay về chung cư, Tsukumi trông thấy Sakutaro đang ngồi trên chiếc xe tải đỗ trong bãi, hí hoáy ghi chép gì đó trong sổ tay. Anh đã quá quen với cảnh tượng này. Ngay từ ngày đầu gặp mặt, Sakutaro đã luôn cầm theo quyển sổ đó, cả máy tính bàn lẫn máy tính bảng cậu đều có đủ, nên đã có lần anh hỏi vì sao cậu không sử dụng chúng. Tuy có tiện lợi thật, nhưng chỉ cần nhỡ tay một chút là có thể làm mất hết thông tin nên tôi không thấy tin tưởng chúng. Giọng điệu sặc mùi chế giễu này không giống Sakutaro chút nào. À, anh về rồi đấy à? Nhận ra Tsukumi đang đứng bên hông cửa, Sakutaro cất tiếng chào. Cậu gấp sổ, bỏ nó vào trong cặp, rồi cắp lấy cái rổ cùng cây kéo đặt ở bãi đậu xe. Cậu chuẩn bị đi thu hoạch à? Ừ, gần đây thời tiết đột ngột nóng lên, khiến rau củ sau vườn lớn nhanh quá. Tôi giúp cậu một tay nhé. Thấy anh bảo muốn thay đổi tâm trạng, Sakutaro liền lấy cho anh mượn một cây kéo mới. Phía sau khu nhà có một vườn rau khá rộng. Mảnh vườn này vốn dĩ là do người bà yêu thích vườn tược của Sakutaro gây trồng. Sau khi bà mất, hầu như chỉ có một mình ông chăm sóc nó. Bản thân ông không hứng thú gì với những chuyện trồng rau, nhưng ông lại rất trân trọng vườn rau kỷ niệm mà người vợ quá cố để lại. Ông nghiên cứu cả phân bón lẫn cách trồng, còn bảo sẽ không tha thứ cho Sakutaro nếu cậu làm cây khô héo trong thời gian ông nhập viện. Nên mỗi ngày cậu đều tận tình chăm sóc cho vườn rau. Mùa này có thể thu hoạch cà chua, cà tím cùng dưa chuột. Chẳng hiểu sao anh Tsukumi vừa đến giúp một tay là chúng lại phát triển tốt thế này. Sakutaro cầm trái cà chua chín đỏ trong tay, chăm chăm nhìn một cách kỳ lạ. Chắc là do đổi phân bón. Không có, anh Tsukumi này, chẳng lẽ không chỉ động vật mà ngay cả thực vật cũng thích anh luôn à? Chỉ trùng hợp thôi mà, muốn tăng độ màu mỡ cho đất phải chờ đợi nhiều năm. Không biết chừng là do chăm bón từ năm ngoái, năm nay mới phát huy hiệu quả cũng nên. Anh biết rõ thật đấy, bên nhà bố tôi cũng trồng trọt. Bên nhà nội của Tsukumi làm nghề trồng lúa. Sau khi bố anh ngã bệnh, thỉnh thoảng anh cùng bố ghé vào nơi ấy. Anh nhớ khi đó là mùa hè, đồng lúa xanh bát ngát choáng ngợp cả tầm mắt. Tuyệt quá, biển lúa chính là hình ảnh đặc trưng của Nhật Bản đấy nhỉ? Ừ, thực sự rất đẹp, tuy khoảng thời gian ấy kéo dài không lâu. Sau khi chồng chết trận, mẹ của bố Tsukumi, tức là bà nội anh, đã đi bước nữa, mang theo đứa con riêng. Anh từng nghĩ, đối với bố, ngôi nhà mà ông được thừa kế thay người anh trai không cùng huyết thống sau khi trưởng thành không phải là nơi thoải mái yên bình ông từng sống thuở nhỏ, nên sẽ khiến ông cảm thấy khó xử. Lúc đó tôi còn trẻ con, không hiểu được những chuyện này nên lần đầu tiên gặp mặt họ hàng lẫn lúc về nhà lớn ở quê, tôi đều rất ngây ngô. Cũng xảy ra khá nhiều chuyện này nọ nên tôi đã không ở đó lâu. Khá nhiều chuyện đã xảy ra đó đều là những chuyện mà anh rất muốn quên đi. Nhớ lại chỉ khiến người ta thêm đau khổ. Chỉ có bà nội đối xử với tôi hết sức dịu dàng. Ngày tôi đi, bà còn đứng vẫy tay mãi ở ga tàu điện, dặn tôi rảnh thì ghé về thăm, Tết nhớ gửi thiệp mừng năm mới cho bà. Vậy anh có gửi không? Tôi chỉ gửi 3 lần. Lần thứ 4, tôi chưa kịp gửi thì bà đã mất. Dịp về dự tang lễ của bà cũng là lần cuối cùng tôi gặp họ hàng bên nội. Mẹ qua đời khi vừa sinh hạ tôi, chẳng có người thân nào, cho nên
Thành thật mà nói, mang tiếng là con nhà nội, nhưng giờ không, nhưng vì không có máu mủ gì với nhau, nên cũng chẳng khác gì không có. Sugumi lia kéo xoẹt một tiếng, cắt đứt cuống một quả cà chua chín. Anh Sugumi giống bố à? Sakutaro đón lấy quả cà chua, nhẹ nhàng cho vào rổ. Chắc vậy, vì tôi chỉ nhìn thấy mẹ qua ảnh thôi. Bố anh là người thế nào? Sugumi vừa tẹ đám lá trên cây xanh đậm, vừa lục lọi ký ức. Là một người rất hay cười, thỉnh thoảng trông cũng cuốn hút lắm. Anh đứng dậy, đi sang khoảnh vườn trồng dưa chuột. Chuyện khi nào ấy nhỉ? Hình như là hồi tôi học lớp 8, có một cô đồng nghiệp trong công ty bố tôi tới thăm nhà tôi. Cô ấy đến không báo trước nên bố tôi rất ngạc nhiên. Hôm ấy là chủ nhật, cô ấy còn làm cơm chiều, rồi ba người cùng ăn. Bầu không khí giữa họ khiến tôi có cảm giác hai người đã quen nhau từ lâu lắm. Sau khi cô gái đó ra về, tôi nói với bố rằng tôi không phản đối ông tái hôn đâu. Nhưng đối với bố, Sugumi mới là quan trọng nhất. Tuy chính anh là người khuyến khích bố kết hôn, nhưng anh lại vô thức cảm thấy yên lòng khi nghe ông nói thế. Bố anh Sugumi yêu thương anh thật đấy. Gà trống nuôi con thực sự rất vất vả, nhưng ông lại vô cùng thương yêu chiều chuộng tôi. Thế nhưng, khi anh vào đại học, bố anh đã bất ngờ phát bệnh rồi gục ngã. Anh còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì đã phải đột ngột chia ly. Đêm trước tang lễ, anh đã thức trắng đêm tự trách mình. Bố ngã bệnh là do lao lực quá độ, được ông yêu thương bao nhiêu thì anh lại hối hận sâu sắc bấy nhiêu. Khi ấy, nếu anh cố nài ông tái hôn, có lẽ mọi chuyện đã tốt hơn. Học đại học làm gì chứ, tốt nghiệp cấp 3 rồi tìm việc làm ngay chẳng phải tốt hơn sao? Nếu vậy sẽ đỡ đần được phần nào gánh nặng của bố. Nhưng phải vẫn còn rất nhiều chuyện anh có thể làm sao? Bố anh có biết chuyện anh muốn làm nhà văn không? Không, ông chỉ biết tôi thích đọc sách, còn chuyện viết lách tôi vẫn luôn giữ bí mật. Vậy bây giờ bác ở trên trời hẳn đang rất tự hào, con trai của mình là một nhà văn cơ mà. Tôi không biết nữa. Ngồi xổm giữa luống cây, Sugumi ngẩng đầu nhìn lên như thể xuyên thấu bầu trời xanh. Tuy là nhà văn đấy, nhưng anh chỉ là hạng thường bậc trung khiến kiếm đủ miếng ăn. Hôm nay anh vừa bị bắt cắt giảm số lượng bản in đầu cho cuốn sách mới, và anh chẳng có chút tự tin nào về việc mình có thể tiếp tục kiếm sống bằng nghề này trong tương lai. Nếu như bố trông thấy tình trạng của anh hiện giờ, có lẽ ông sẽ lo sốt vó mất. Anh Sugumi hôm nay gặp chuyện gì à? Bàn tay đang cắt cuống dưa chuột bỗng khựng lại. Sao cậu hỏi thế? Vì từ lúc đến giờ trông anh cứ ủ ê sao ấy. Đoán trúng phóc, Sugumi cười khổ. Sao Sakutaro lại nhìn ra được nhỉ? Anh vừa tiếp tục thu hoạch dưa chuột, vừa dốc bầu tâm sự. Bản in đầu của tôi bị cắt giảm. À, bản in đầu tức là số lượng sách được in lần đầu tiên ấy. Tôi có thể hiểu là anh bị cắt giảm tiền lương không? Ừ, nghĩ như vậy cũng được. Thế thì buồn lắm. Chắc chắn rồi, dù sao cũng do tôi không thể viết ra cuốn sách nào bán chạy. Kỳ lạ thật. Cái gì kỳ lạ cơ? Cuốn sách đã làm tôi cảm động đến vậy, tại sao lại không bán được nhỉ? Sugumi bất giác mỉm cười, cảm thấy bản thân được tiếp thêm dũng khí. Thật là, chỉ cần bán được thêm một chút sách thôi là tôi vui lắm rồi. Đến nay đã lay lắt gần 8 năm, anh rất muốn có một tác phẩm để đời, dù chỉ một thôi cũng được. Nếu được như vậy, tên tuổi anh sẽ được nhiều người biết tới hơn. Vậy mà mỗi khi đâm đầu vào ngõ cụt, anh chỉ biết nản lòng và luẩn quẩn dẫm chân tại chỗ. Không thân thích, không người yêu, công việc thì không ổn định. Hơn 30 năm cuộc đời của anh đã trôi qua như thế, khiến anh cảm thấy tương lai mình tăm tối không một tia hy vọng. Thỉnh thoảng Sugumi cũng từng nghĩ đến việc mình sẽ ngã quỵ. Nỗi bất an trước tương lai mờ mịt quá nặng nề với một người trẻ tuổi như Sakutaro, nên anh cũng không định nói ra. Đâu phải lúc nào cũng gặp toàn chuyện tốt, Sakutaro vừa nghịch trái dưa chuột cong cong vừa nói. Đôi khi tôi cũng thử tưởng tượng ra xem sau này sẽ ra sao. Cơ mà, ông tôi hơn 80 tuổi rồi còn bị gãy xương mà vẫn sống tốt, nên chúng ta sẽ ổn cả thôi. Vậy sao? Ừ, có lẽ vậy. Khi nghe thấy hai chữ chúng ta, lần đầu tiên anh cảm nhận được sự khác biệt giữa hai người. Có lẽ Sakutaro suy nghĩ sâu sắc, già dặn hơn tuổi thực, nhưng thực sự thì cậu chưa thể nào hiểu được cảm giác của anh lúc này.
cậu có bố mẹ, có ông, còn kinh doanh nhà trọ nên sống rất sung túc. Cậu có đầy đủ vốn liếng để tin rằng mình sẽ ổn khi nghĩ về những chuyện sau này. Khoảng cách giữa hai người quá xa, nhưng hoàn cảnh cá nhân khác nhau, mỗi người phải tự biết chấp nhận nó. Có lẽ chúng ta sẽ ổn. Thở dài một hơi, Sugumi lại ngước nhìn bầu trời. Anh cũng đã 35 tuổi rồi, vậy mà sự nghiệp và tình yêu vẫn chỉ là một đống hỗn độn, thật đáng xấu hổ. Có điều, so với ngày xưa có lẽ đã tốt hơn nhiều. Đau khổ nhất chính là khoảng thời gian sau khi bố mất. Anh hối tiếc khôn nguôi, đến mức cũng muốn chết theo, nhưng lại không thể chết. Trong quá trình xin việc, anh đã gặp vô vàn khó khăn trắc trở, bị người ta nhắc đi nhắc lại sự bất tài của bản thân không biết bao lần. Vậy mà khi nhận ra mình vô dụng nhường nào trong các công ty chẳng hiểu sao lại nhận anh vào ấy, Sugumi vẫn vô cùng đau khổ. Mỗi khi gặp chuyện trắc trở, anh đều cảm thấy tuyệt vọng, cho rằng mình tiêu rồi, lần này thực sự tiêu rồi. Sau khi chung sống với Shinji, anh cứ nghĩ sẽ không còn những chuyện như vậy xảy ra nữa. Cho dù vẫn gặp nhiều khó khăn, nhưng chỉ cần có Shinji ở bên, anh có thể vượt qua tất cả. Anh từng nghĩ rằng những tháng ngày thư thái ấy sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng không, cuộc đời luôn khó lường, mặc cho ta vẽ ra tương lai thế nào, tốt hay xấu, tương lai sẽ chẳng bao giờ thuận theo ý ta. Rõ ràng chúng ta đều hiểu điều đó, vậy mà cứ cố tình quên đi để sống cho thảnh thơi. Phải làm lại từ đâu? Không phải, lần này ta bắt đầu từ âm. Cuộc sống thong thả suốt 10 năm qua bỗng như quay trở lại vạch xuất phát. Không hiểu sao, anh lại muốn thở dài. Nhưng đúng như Sakutaro đã nói, 35 tuổi so với 80 tuổi vẫn còn trẻ lắm, vẫn còn đang khỏe mạnh. Cho dù bản in đầu có bị cắt giảm số lượng đi nữa, anh vẫn có thể viết tiếp cơ mà. Lúc anh gật đầu chấp nhận hiện thực, thì Sakutaro nghiêng đầu qua. Cái gì mới được? À, tôi chỉ đang nghĩ, giá như không bệnh tật gì thì tốt. Vừa qua loa tổng kết những điều mình suy nghĩ thì Sakutaro đột nhiên nghiêm ngặt. Đúng vậy, sức khỏe rất quan trọng tới mức có bao nhiêu tiền cũng không mua được. Bên trong khu vườn bừng bừng sức sống của mùa hạ, dưới ánh nắng chói chang, bên mặt nhìn nghiêng của Sakutaro chìm trong bóng râm, đôi mắt đăm đăm dõi trông lá dưa chuột kia đong đầy cô đơn cùng hối tiếc. Hình tượng Sakutaro mà anh tưởng mình biết rõ chợt nhòa đi. Chẳng lẽ ông cậu ấy không ổn? Anh chỉ nghe ông của Sakutaro bị gãy xương, nhưng nhập viện lâu như thế, hay là phát hiện thêm căn bệnh gì khác? Sugumi bối rối cầm cây kéo chuyên dụng trong tay, không biết có nên hỏi vấn đề này không nữa. Những lúc thế này, anh luôn cảm thấy xấu hổ vì bản thân. Rõ ràng anh dùng ngôn từ để kiếm sống, vậy mà nói năng lại chẳng lên hồn. Những từ ngữ có thể trải rộng trên trang giấy đều tắc lại nơi đầu lưỡi. Rốt cuộc, bản thân anh được cấu tạo ra sao, đến chính anh cũng không hiểu nổi. Chẳng lẽ không có cách gì để giúp Sakutaro vui vẻ lên sao? Giống như con bướm trắng lặng lẽ ngủ trên bụi cây đỗ quên, hay hai ngôi sao cùng mặt trăng ghép lại thành độ C ấy. Đang mải nhớ lại những điều Sakutaro đã làm cho mình, thì một quả dưa chuột bị lõm dọc thân lọt vào tầm mắt anh. Sakutaro, nhìn này. Sugumi hái quả dưa chuột hình thù kỳ quái đưa cho cậu xem. Chà, lõm ghê quá, quả này thái nhỏ ra, trộn kiểu Yamagata thì hợp lắm nhỉ. Món đó cũng ngon thật, nhưng mà trước hết, Sugumi dùng kéo cắt đôi quả dưa chuột rồi đưa nó cho Sakutaro. Sakutaro hơi hé miệng a một tiếng. Quả dưa chuột lồi lõm kỳ lạ đó cho ra một mặt cắt hình trái tim màu xanh tươi mát. Ellie nhìn thấy chắc sẽ vui lắm, vì cậu ta thích những thứ dễ thương. Còn anh Kudo chắc sẽ lại tặc lưỡi. Anh Kudo có vẻ trầm tính nhỉ, ngay cả quần áo cũng toàn màu tối. Sao anh ấy lại làm biên tập viên truyện tranh thiếu nữ được cơ chứ? Hai người cứ ngồi xồm trong bóng mát của tán lá xanh rôm rả nói cười. Thật may, vẻ âm u trên gương mặt Sakutaro đã tan đi. Sugumi vừa thở phào thì Sakutaro chợt cúi đầu. Anh Sugumi, cảm ơn anh. Sakutaro khẽ nói, không có gì.
Sakutaro mới là người lúc nào cũng ân cần với anh. Anh còn chưa thể đền đáp lại một nửa lòng tốt ấy. Tôi có một chuyện muốn nhờ anh Tsugumi. Chuyện gì thế? Tôi muốn nắm tay anh. Sakutaro vẫn cúi gập mặt xuống nên Tsugumi không thể nhìn thấy vẻ mặt của cậu. Tôi cũng giống anh Tsugumi vậy. Giống tôi? Tôi cũng thích đàn ông. Thông tin quá bất ngờ khiến anh không đáp lại ngay được. Nhưng mà chuyện tôi muốn nắm tay anh lúc này không phải có ý kia đâu. Như vậy có được không? Sakutaro ra sức giải thích. Tsugumi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang uể oải buông thõng một bên của Sakutaro. Anh nhớ lại lần hai người đặt tay lên nhau trong công viên sau khi anh gặp Shinji trở về. Cho dù không phải là yêu, thì lúc người ta vẫn đôi lúc người ta vẫn muốn chạm vào hơi ấm của ai đó. Vì có thể bản thân sẽ được hơi ấm ấy cứu rỗi. Sakutaro từng giúp anh hiểu ra điều đó. Bây giờ hẳn cậu cũng đang trải qua cảm giác tương tự. Sakutaro. Vâng, cậu ta đáp, giọng gần như tha thiết. Bất cứ khi nào cậu muốn, tôi sẽ nắm tay cậu. Tuy chỉ có thể giúp cậu chừng này, nhưng tôi luôn sẵn sàng. Sakutaro vẫn cúi đầu, không nói lời nào. Cậu ấy đang nghĩ gì vậy? Tự dưng cậu ấy làm sao thế? Tuy vô cùng bận lòng, nhưng anh lại không mở miệng ra hỏi được. Nếu là chuyện có thể nói thì chắc chắn Sakutaro đã nói rồi. Mà anh thì chẳng giúp được bao nhiêu, ngoài việc ngồi xổm xuống, núp dưới bóng giàn dưa chuột và cầm lấy tay cậu. Tsugumi cảm thấy bản thân thật vô dụng. Hai người quen nhau rồi à? Chợt có giọng nói nhỏ vang lên sau lưng hai người, là tiếng Ellie. Lại thêm một bóng nữa hả? Câu nói không suy nghĩ của cậu nhóc cùng lời phê bình Ichiro hỗn quá của ông bố Kanan vang vọng trong đầu anh. Trong chung cư cho phép yêu đương chứ? Tình yêu trong bàn kính 1 mét quá chật hẹp. Chật thì càng sâu sắc chứ sao? Seto với Nira thì thầm bàn tán. Bối rối quay đầu lại thì thấy mọi người trong Maisen Areno đều đang lom khom nhìn họ. Sakutaro và Tsugumi buông phát tay nhau ra. Thấy thế, mọi người liền chạy đến chế giễu. Ái da, hai người này trông vui vẻ quá. Thật đáng ghét. Hai mắt Ellie lấp lánh. Cậu ta thích nhất là những chuyện thế này. Hai mắt Ellie lấp lánh. Cậu ta thích nhất là những chuyện thế này. Không phải như cậu nghĩ đâu mà. Nhưng tay cũng nắm rồi còn gì. Đàn ông bình thường có ai lại đi nắm tay nhau chứ? Ellie nghiêng đầu. Ở đằng sau, Seto cùng Nira nhìn nhau. Này, nắm tay nhau đi. Không nắm. Bố với em cũng nắm tay nhau đấy. Ichiro ý kiến. Và ông bố Kanan thong thả đáp, chuyện này khác con ạ. Mấy người đi xa quá rồi đấy. Trước khung cảnh hỗn loạn, Tsugumi thử người ra. Khách quan mà nói, một cậu thanh niên có cả ngoại hình lẫn tính cách tốt như Sakutaro, làm sao có thể nên cơm cháo gì với một người đàn ông trung niên 35 tuổi, đã bước sang dốc bên kia của cuộc đời như anh. Trước khi nắm tay, Sakutaro cũng nói rõ đây không phải yêu đương rồi mà. Không có cách gì khiến mọi người thôi đi thì chắc cứ thuận theo họ cũng không sao. À tuyệt quá, quả dưa chuột này hình trái tim. Ellie chú ý tới quả dưa chuột trong tay Tsugumi. Ừ, tôi cũng nghĩ Ellie sẽ thích. Thích chứ, những thứ dễ thương như vậy mà ăn thì phí lắm. Cậu nói vậy thôi, chứ vẫn lấy làm mồi nhậu nhai rôm rốp cho xem. Seto nhỏ giọng cười hì hì. Còn Nira thì im lặng gật đầu. Tsugumi có vẻ xem họ trêu đùa nhau. Nơi này chẳng qua chỉ là một khu chung cư cho những người lạ chọn lại. Vậy mà lúc nào cũng ấm áp, đông vui hệt như một gia đình. Tuy khó mà tập trung làm việc được, nhưng sẽ không bao giờ bị cô đơn nuốt chửng. Anh thầm nghĩ, chuyển đến đây quả là một quyết định đúng đắn. Anh Tsugumi, nếu có thời gian, anh có muốn cùng tôi đến thăm ông không? Trong lúc mọi người đang thoải mái tán gẫu, Sakutaro chợt mở lời. Người lạ đến thăm cũng được ư? Anh bỗng nhớ ra, ban nãy mình đã cho rằng người gãy ngoài gãy xương, ông còn bị bệnh gì khác. Là ông tôi muốn gặp anh đấy.
Tôi từng kể với ông là tôi đã coi trọng vườn rau này đúng không? Lúc ông nhập viện, tôi đã hứa sẽ định kỳ mang rau quả thu hoạch tới cho ông xem. Chẳng qua, từ khi Sakutaro tiếp quản khu vườn, rau củ lại phát triển không tốt. Ông Areno đã rất lo vườn rau cứ tiếp tục khô héo thế này. Nhưng gần đây, rau củ trong vườn đột nhiên tươi tốt lên nhiều. Cho nên ông muốn gặp anh Sugumi. Nhưng tôi có làm gì đâu. Nhưng ông tôi nói, thực vật cũng có linh hồn riêng, chúng sẽ phản ánh chân thực tấm lòng của người chăm sóc mình. Không xét chuyện có chăm sóc tốt hay không, chúng còn cho thấy mức độ tương thích của người chăm sóc với chính bản thân chúng nữa. Thế này thì độ khó cao quá rồi. Chiều ngày kia thế nào? Đến 2 giờ là tôi xong việc. Ừ, được. Sugumi lập tức đồng ý, anh vốn đã muốn gặp ông từ trước rồi. Sakutaro lại lôi cuốn sổ tay mọi khi ra khỏi túi. Vừa mở nắp bút máy thì ngoài cửa vang lên tiếng gọi. Anh Sugumi Areno. Anh Areno là nhân viên bưu điện. Có, tôi tới đây. Sakutaro đóng nắp bút, gấp sổ lại rồi chạy ra cổng. Vào ngày hẹn, Sugumi đã bồn chồn suốt từ buổi sáng. Anh đứng trước bồn rửa mặt, tranh thủ nhìn gương. Trông không khác có gì khác lạ, nhưng cứ thỉnh thoảng anh lại dùng nước vuốt lên nếp tóc. Tuy vẫn thường nói chuyện với Sakutaro, nhưng đây là lần đầu hai người hẹn nhau ra ngoài. Dù sao mục đích chuyến đi vẫn là thăm bệnh, nên anh nghĩ đừng quá chả chuốt thì hơn. Hơn nữa, ông của Sakutaro là người thông tuệ, anh phải hết sức bình tĩnh để không thốt ra những lời kỳ quái mới được. Thế nhưng, giờ hẹn đã qua rất lâu mà Sakutaro vẫn chưa quay về chung cư. Có lẽ công việc vẫn chưa xong, nhưng không liên lạc như vậy chẳng giống Sakutaro chút nào cả. Hay cậu gặp rắc rối gì đó, anh lo lắng gọi điện cho cậu, nhưng đầu dây bên kia chuyển thành chế độ nhắn lời thoại. Anh chỉ đành để lại lời nhắn. Sugumi đây, vụ thăm bệnh thế nào? Sau khi cúp máy, anh lại nghĩ có khi nào Sakutaro đang chờ ở đó hay không? Nhớ đâu cậu có tới bệnh viện rồi nên mới phải tắt di động thì sao? Nếu thật như vậy thì anh đang bắt cả Sakutaro lẫn ông ấy phải chờ rồi. Nghĩ tới đây, anh bắt đầu cuống lên. Sugumi đứng phắt dậy, xách túi trái cây đến thăm bệnh rồi vội vã ra khỏi phòng. Anh đến quầy lễ tân, hỏi vị trí phòng bệnh. Khi bước tới cuối hành lang, anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc phát ra từ căn phòng bốn người đang mở cửa. Đậu bắp năm nay to hơn năm ngoái đúng không? Đến cả độ dính cũng tuyệt hảo. Là Sakutaro, quả nhiên anh đã sai lầm khi ngồi chờ ở chung cư. Ừ, xin chào. Anh rụt rè bước vào phòng bệnh, Sakutaro liền lập tức nhìn qua. Trước khi anh kịp lên tiếng xin lỗi vì đến trễ thì... Ủa? Sakutaro ngạc nhiên ra mặt, khiến Sugumi chợt khựng lại. Ông, anh ấy là Endo Sugumi mà con luôn nhắc tới đấy. Nghe giới thiệu, ông cụ cũng nhìn về bên này. Mái tóc bạc được cắt tỉa gọn gàng, trên khuôn mặt góc cạnh hằn những vết nhăn trông như người ngoại quốc, hoàn toàn không giống Sakutaro chút nào. Chào ông, cháu là Endo, vừa chuyển đến sống ở tầng 2. Lần này đã được hai người giúp đỡ nhiều. Ấy, mấy lời khách sáo này nọ cứ bỏ qua đi, không hợp với tính ông. Ông cũng phải xin lỗi vì hôm nay mới chào hỏi được cậu, lại còn trong tình trạng thế này. Ông là chủ chung cư Areno, cũng là ông của Sakutaro. Mặc dù đang mặc pyjama, nhưng cả người ông cụ vẫn toát lên vẻ điềm đạm. Ừ, đây là chút lòng thành của cháu ạ. Anh đưa túi trái cây qua, ông cụ cảm ơn rồi nhận lấy. Sakutaro, đem cái này bỏ vào tủ lạnh rồi lấy thạch mời cậu Sugumi mau. À, không phải cái đó, đó là đồ tặng kèm bữa trưa mà, cái màu xanh dương Sorodo ấy. Chính là nó. Ông sai con dữ vậy, mời anh Sugumi. Tuy cái này là quà thăm bệnh, nhưng anh cứ dùng đi. Hôm nay trời nóng quá nhỉ, anh tới tận đây khiến tôi cảm động lắm, nhưng đường đột quá làm tôi hết cả hồn. Sao cơ? Lát để tôi đưa anh về, dù sao tôi cũng đi xe tải tới mà. Sugumi ngây người, vì dường như Sakutaro đã quên mất cuộc hẹn.
Ừ, Sakutaro này. Sakutaro nghiêng đầu nghi hoặc, nhìn Tsugumi đang bối rối. À, không, không có gì đâu. Nơi này là phòng bệnh, không nên nói những điều không cần thiết. Phải rồi, cậu Tsugumi, đây là nhà văn phải không? Ông cụ gợi chuyện. Vâng ạ, tuy chẳng bán được cuốn sách nào, nhà văn chỉ cần có chí là đủ rồi. Một lời khẳng định mát lòng mát dạ, khiến bản thân anh tự cảm thấy xấu hổ khi nói những lời nhàm chán đó. Cơ mà, bán chạy thì tốt hơn nhỉ? Ông cụ chợt đùa một câu khiến Tsugumi cũng mỉm cười theo. Nào ngồi đi, ăn thạch mau bỏ hết mát. Anh cảm ơn rồi ngồi xuống chiếc ghế xếp được chỉ. Mở nắp bát thủy tinh tròn đựng thạch, miếng thạch pha hai màu lục và lam. Ở giữa nhồi một miếng mứt đậu đỏ hình con cá nhỏ, mô phỏng hình bể cá đây mà. Anh cho thìa vào bát thạch, lòng thầm cảm thán đúng là mùa hè có khác. Sugi bỏ thử một miếng vào miệng, mùi hương mát lạnh sảng khoái chợt xông lên tận mũi, là vị bạc hà. Tsugumi không thích bạc hà mấy, nhưng vì đây là đồ được mời nên anh đành lệnh lại ăn. Ông cụ đột nhiên lên tiếng. Cậu không thích bạc hà, đúng không? Anh giật mình, chẳng lẽ trên mặt anh thể hiện rõ như thế sao? Không đâu ạ, ngon lắm. Được rồi, ông cũng không thích bạc hà, y như vị kem đánh răng ấy. Bởi vậy, ông nhìn là biết ngay. Ông à, ông lấy những thứ không muốn ăn mời người ta hả? Sakutaro nhăn mặt. Thằng ngốc này, nếu là người thích vị bạc hà thì tốt quá còn gì. Chẳng qua, cậu Tsugumi đây cũng không thích nên mới thế thôi. Tsugumi này, cậu đưa cái đó cho Sakutaro ăn đi. Sakutaro, mở tủ lạnh lấy cái khác cho cậu ấy. Không phải có vị quýt với đào đấy sao? Tsugumi thích vị nào? Dạ đào ạ. Tốc độ nói của ông vừa phải, nên chẳng bao lâu anh đã có thể trả lời một cách tự nhiên. Mình thích ông cụ, tuy chỉ mới trò chuyện với nhau chưa được bao lần, nhưng anh đã cảm thấy như vậy. Quãng thời gian sau đó trôi qua rất vui vẻ. Trong khi hai người đang say sưa trò chuyện về thiết kế của khu chung cư, chuyện vườn rau, chuyện về Hagiwara Sakutaro mà ông đã mượn tên để đặt cho cháu mình, thì trời đã ngả bóng chiều tà. Xin lỗi, cháu đã quấy rầy ông lâu thế này. Không sao, không sao. Lâu lắm ông mới vui được như vậy. Nếu có thời gian lại tới thăm ông nhé. Vâng. Anh chân thành gật đầu rồi cùng Sakutaro rời khỏi phòng bệnh. Nhưng ra tới thang máy, anh mới nhận ra mình đã để quên áo sơ mi khoác ngoài ở trong phòng. Anh cởi ra giữa chừng rồi bỏ quên trên lưng ghế. Tôi quay lại lấy áo, Sakutaro cứ đi trước đi. Tôi chờ anh dưới sảnh nhé. Lúc quay lại phòng bệnh, anh thấy ông Areno đã ngồi dậy, đang định với lấy áo khoác của anh. Ồ, ông còn định nhờ lần sau Sakutaro tới thì sẽ gửi nó cầm về cho cậu. Tsugumi cúi đầu xin lỗi rồi nhận lấy chiếc áo. Anh vừa quay gót thì chợt nghe tiếng ông cụ gọi. Quay đầu lại liền bắt gặp ánh nhìn mạnh mẽ thẳng tắp của ông. Tsugumi bất giác đứng thẳng người. Ông cụ nhìn Tsugumi chăm chú, sau đó ánh mắt chợt dịu lại. Tsugumi này, xin cậu hãy chăm sóc Sakutaro giúp tôi. Dạ, gần đây thằng nhóc Sakutaro chỉ toàn nói về cậu. Lúc ở gần cậu, trông nó có vẻ thoải mái hơn. Thằng nhóc này trông vững vàng thế thôi, chứ đôi khi cũng ngớ ngẩn lắm. Đầu óc lại còn hay quên quên nhớ nhớ. Nên nếu nó có làm gì không đúng, thì cậu cứ mắng nó cho ông, không cần kiêng dè gì cả. Đâu có, cháu mới là người luôn được cậu ấy giúp đỡ ạ. Sakutaro là đứa trẻ thật thà, chỉ mong cậu đừng ghét bỏ nó. Ông Areno cúi đầu thật thấp, nhìn ông, anh có thể cảm nhận được sự nghiêm túc của một người ông biết mực yêu thương cháu mình. Những tia nắng hoàng hôn đỏ ối xuyên qua rèm cửa, ép lên anh luồng cảm xúc mãnh liệt đến mức không thể miêu tả bằng ngôn từ. Vâng, cháu biết rồi. Ông cụ chậm rãi ngẩng đầu, mỉm cười yên lòng. Lúc Tsugumi ngồi dưới sảnh, Sakutaro đã đỗ xe chờ trước cổng. Anh xin lỗi đã để cậu chờ lâu, rồi nhanh chóng ngồi lên ghế lái phụ. Xe lập tức chuyển bánh, vì đúng giờ tan tầm nên đường phố rất đông. Hôm nay anh Tsugumi bất ngờ quá, làm tôi giật cả mình. Sakutaro vừa xoay vô lăng vừa nói, Tsugumi giật thót. Có điều, trông ông tôi có vẻ rất vui. Vậy sao? Ừ,
Hiếm khi nào thấy ông nói nhiều như vậy. Từ thời còn trẻ, ông đã ham mê đọc sách. Hai người nói toàn những chuyện sâu sắc làm tôi chẳng theo kịp gì cả. Nhưng mà thấy hai người vui vẻ nên tôi cũng rất vui. Lại còn biết được chuyện anh Sukumi không ăn được vị bạc hà nữa chứ. Tôi cũng vui lắm, thật muốn mau chóng lại được tới thăm ông. Ông sẽ mừng lắm cho xem. À, nhưng lần sau anh nhớ nói trước với tôi một tiếng nhé. Sukumi giả vờ bình tĩnh gật đầu, nhưng trong lòng lại lặng lẽ hứng chịu cú sốc rằng cậu đã quên bén lời hẹn. Giờ mà đi nói chuyện này với người đã quên thì khác gì đang trách móc họ đâu. Nên thôi, tạm thời khoan không nói gì cả. Tuy đã quyết định như vậy, nhưng chẳng hiểu sao bản thân anh lại cảm thấy ngượng ngùng. Mặc dù anh đã cố gắng lảng tránh lúc bị mọi người trêu ghẹo, gán ghép hai người, nhưng nếu bảo anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện mình cùng Sakutaro trở thành một đôi, thì có lẽ là nói dối. Chuyện này giống như ban đêm mơ thấy mộng đẹp, khi thức dậy, cũng biết đó chỉ là giấc mơ. Cứ cho là không cố ý đi nữa, nhưng giấc mơ chính là thứ phản ảnh mong muốn sâu kín của con người. Nên có lẽ đâu đó trong trái tim anh đang thầm cảm thấy tự mãn chăng? Anh xót xa cười nhạo bản thân vì đã xem một cậu trai nhỏ hơn mình nhiều tuổi làm đối tượng. Anh cười gì vậy? Vài chuyện linh tinh thôi. Xe dừng lại chờ đèn đỏ, Sukumi lơ đãng nhìn dòng người đang vội vã sang đường qua lớp kính chắn gió. Có đôi tình nhân trẻ đang nắm chặt tay nhau, bất kể cái nóng của tháng 8. Có những nhân viên công sở vắt áo vét lên vai, vừa trò chuyện vừa bước về phía quán bia. Có bà mẹ tay xách túi mua hàng, đang dạo bước cùng đứa con nhỏ. Có những nhiều người ở đây, nhưng dường như chỉ có mình anh bị đẩy khỏi đám đông. Đến một lúc nào đó, mình lại có thể hòa vào vòng quay ấy chứ. Đang thẫn thờ nhìn cảnh tượng trôi qua, ánh mắt anh chợt khựng lại. Shinji đi ngang đường qua vạch kẻ phía trước. Bên cạnh anh ta là một người phụ nữ trẻ, đang giữa mùa hè, nhưng quần áo của cô vẫn vô cùng kín đáo. Dưới chiếc váy lộ ra đôi chân dài thon thả. Hai người vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ. Đèn lại chuyển xanh, xe tiếp tục lăn bánh. Sukumi bất giác ngoảnh đầu nhìn theo. Anh thấy người quen sao? Nghe Sakutaro hỏi. Anh giật mình nhìn về phía ghế lái. À, tôi trông thấy Shinji. Sukumi bối rối buột miệng. À thì, lâu quá không gặp nên tôi hơi ngạc nhiên một chút. Anh ấy đang đi cùng một cô gái, trông họ có vẻ hạnh phúc, tốt quá. Sukumi thốt lên những câu rối lòng. Anh cảm thấy mình rất phiền muộn với bộ máy ý thức hoạt động nửa vời. Tuy biết đó là lời nói dối, nhưng lại không kìm được mà bô bô ra như vậy. Anh cố gắng tìm kiếm đề tài để chuyển hướng câu chuyện. Tối nay ăn gì nhỉ? Sakutaro thản nhiên hỏi, như thể không có chuyện gì xảy ra.